Đầu tư vào bóng đá đầu những năm 2000, Bầu Đức được coi là một trong những người đi tiên phong trong xu hướng xã hội hóa bóng đá ở Việt Nam. Hoành Gia Lai của Bầu Đức khi đó đã nổi lên như một hiện tượng với những bản hợp đồng bom tấn mà điển hình là ngôi sao người Thái Lan Zico Kiatisak năm 2002. Chính sự chịu chi của Bầu Đức đã giúp cho đội bóng phố núi trở thành một trong những thế lực của V-League với hai chức vô địch liên tiếp năm 2003 và 2004. Sự thành công của Hoành Gia Lai nhờ chiến lược dùng ngoại binh Thái Lan khi đó đã tạo nên một làn sóng gia nhập V-League của người Thái. Sau thế hệ của Kiatisak, Dusit, Tawan, Bầu Đức còn đưa về những ngôi sao đình đám khác là Thông Lao và Ly Nguyễn. Tuy nhiên có lẽ giai đoạn này, thành tích đã không còn là ưu tiên số 1 của ông Bầu sinh năm 1962 này nữa. Bước đột phá của Hoành Gia Lai là chuyển hướng sang công tác đào tạo trẻ. Hiện nay công tác đào tạo trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai sau khi được chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai hợp tác với Arsenal thì công tác đào tạo của chúng tôi phát triển một cách là rất là bài bản, đi vào một cái quy trình mà được châu Âu, được một cái câu lạc bộ lớn là Arsenal giúp đỡ từ cái mà chương trình huấn luyện rồi cơ sở vật chất làm như thế nào để có nghĩa công tác đào tạo của chúng ta nó thật là chu đáo, thật là chu toàn để đào tạo một cầu thủ là trở thành mà sau khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp là phải phát triển một cách toàn diện về kỹ năng là chuyên môn, rồi bên cạnh đó là chúng ta phải có cái trình độ văn hóa, ý thức đạo đức, sinh hoạt lành mạnh rất là tốt. Ký hợp đồng liên kết với câu lạc bộ Arsenal năm 2007 và khánh thành học viện Hoành Gia Lai Arsenal JMG chính là hướng đi mang tính khai phá cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên có một đội bóng liên kết với các câu lạc bộ danh tiếng để đào tạo cầu thủ theo công nghệ nước ngoài. Đó chính là tiền đề để chúng ta có những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Tuấn Anh xuất sắc ngày nay. Là một người sâu sát và luôn dõi theo đội bóng, dù có lúc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng bóng đá vẫn luôn là ưu tiên số 1 của Bầu Đức. Về hiện nay kinh tế khó khăn thì câu lạc bộ xác định là vẫn có những cái cắt giảm, nhưng mà những vấn đề cần thiết nhất thì không thể cắt giảm. Ví dụ như chế độ vật chất ăn uống thì phải đảm bảo cho cầu thủ từ tuyến trẻ đến tuyến đến đội chuyên nghiệp là về chất lượng là ăn uống là phải đảm bảo. Mà chúng ta chỉ tiết kiệm là hạn chế tập huấn xa, ví dụ đi nước này nước nọ, hoặc là những cái vấn đề gì chúng ta cần thiết thì chúng ta tiết kiệm. Còn những cái vấn đề nào quan trọng là chúng ta phải duy trì. Thành viên sáng lập công ty VPF năm 2012, tài trợ cho lứa U19 Việt Nam đi tập huấn dài hạn tại Anh, bỏ tiền túi trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi đang là phó chủ tịch VPF. Những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua có công lớn của Bầu Đức. Giai đoạn Bầu Đức đã no nê danh hiệu ở V-League và bắt đầu tính đến những chiến lược dài hơn, thì Bầu Hiển mới chập chững bước vào thế giới bóng đá. Năm 2006, câu lạc bộ TNT Hà Nội mới thi đấu từ giải hạng 3 và đến mùa giải 2008, họ đã là á quân giải hạng nhất để giành quyền lên chơi V-League. Song song với đó, ngân hàng SHB do Bầu Hiển làm chủ cũng đầu tư vào câu lạc bộ Đà Nẵng. Thế nên đây cũng là giai đoạn bắt đầu cho sự thống trị của ông Bầu quyền lực nhất bóng đá Việt Nam. Không đứng chức danh ở bất kỳ đội bóng nào, nhưng Bầu Hiển vẫn là nhân vật chính trong các lễ ăn mừng chức vô địch của cả SHB Đà Nẵng và TNT Hà Nội. Nếu như năm 2009, ông là người rước cúp cùng đội bóng sông Hàn. Thì chỉ một năm sau, cũng chính ông là người cùng đội bóng thủ đô nhận cúp vô địch V-League tại sân Pleiku để mang về dâng lên đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Rất là hạnh phúc, vừa vinh dự, vừa hạnh phúc, vừa sung sướng. Nó có ý nghĩa nhiều hơn nữa là năm nay kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Thì chúng tôi Hà Nội TNT đã dâng lên đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, cúp vô địch, đem đưa cúp vô địch về thủ đô Hà Nội. Những thành tích ban đầu cộng với nền tảng tài chính, Bầu Hiển còn được thừa hưởng những sản phẩm tốt của lò đào tạo bóng đá thủ đô. Đó là những Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải hay Đình Trọng. Dù câu lạc bộ hiện nay không sở hữu cờ người hiện đại như Hoành Gia Lai, Viettel hay PVF, vẫn phải ở nhờ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, nhưng sự hội tụ nguồn lực vẫn giúp họ là một trong những lò đào tạo trẻ giàu thành tích. Đó chính là cơ sở để Bầu Hiển bắt đầu chiến dịch xây dựng hình ảnh đẹp cho câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong mùa giải 2012, và hơn tất cả ngoài thành tích thì luôn luôn Hà Nội TNT đảm bảo lối chơi
đẹp, bóng đá đẹp, bóng đá sạch và không phụ lòng người hâm mộ bóng đá thủ đô cũng như người hâm mộ cả nước. Không thể phủ nhận thành tích của câu lạc bộ Hà Nội và đóng góp của Bảo Hiền với bóng đá Việt Nam, nhưng việc có liên quan đến nhiều đội bóng ở V-League của ông Bảo này cũng khiến cho không ít người lăn tăn. Và người lăn tăn nhiều nhất có lẽ là Bảo Đức. Không ít lần chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và một số ông bầu đã trực tiếp lên án ông chủ đội bóng thủ đô và cho rằng việc liên quan đến nhiều đội bóng của Bảo Hiền khiến cho V-League không còn sòng phẳng. Đây là chuyện mà VFF hay VPF vẫn chưa thể giải quyết triệt để. 12 câu lạc bộ còn lại không chấp nhận việc mỗi một năm bỏ ra trên dưới 100 tỷ đồng đầu tư cho giải đấu chỉ để làm quân xanh cho hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hà Nội TNT. Lần lượt hai câu lạc bộ này xếp thứ hạng thứ 1 và thứ 2. Nếu nguyện vọng chính đáng này của chúng tôi không được giải quyết một cách thỏa đáng thì tập đoàn Xuân Thành sẽ không tiếp tục tài trợ cho câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành như đã cam kết, dẫn đến việc giải thể một câu lạc bộ vừa vô địch cúp quốc gia. Nếu mà thật sự có tình cảm thì liên đoàn cũng phải làm viện dẫn luật của FIFA để làm không thể có tình trạng như xảy ra. Nếu mà thật sự có tình trạng đó, nó phải trả lại sự trong sạch cho bóng đá. Thành phố gì mà mất của tao không? Tao mất gì tao giết chuyện này luôn. Không ai cho nó buồn. Vì sao nó buồn ra lại năm thành? Tao nói gì mà nghe là ở thế giới là có thành mà một thành cút năm thành cút lại chứ tao coi thôi. Mà chứ tao coi thôi. Dù mà ốm mấy năm thành ốm nó cút một thành mập một chết. Có dư luận cho rằng một cá nhân có liên quan và cũng như là có cái sự tác động đến nhiều đội bóng, chứ ở đây là không dùng từ sở hữu. Và cái chính vì cái có cái dư luận như thế nên là trong cái cuộc họp định kỳ của hội đồng quản trị công ty ở tại văn phòng đại diện của thành phố Hồ Chí Minh thì hội đồng quản trị cũng đưa ra để mà mất, có nghĩa là cũng tốn khá nhiều thời gian để mà bàn bạc cái cách để mà chúng ta làm sao giải quyết rốt ráo vấn đề. Giải quyết ở đây không có nghĩa là chế tài dựa vào lý phải đề nghị như thế này thế kia đâu. Và ở đây thì cũng hội đồng quản trị cũng rất là nhìn nhận vấn đề rất là thẳng thắn, có nghĩa là về những cái đóng góp của anh Hiển đối với bóng đá Việt Nam thì ở đây các bạn là nhà báo thể thao các bạn cũng thấy là những đóng góp rất là lớn. Và ở đây là không phải nói về làm như thế là đúng hay sai, tại vì bản thân cái việc mà tài trợ hoặc là trên hồ sơ chứng từ là chúng tôi hoàn toàn là không phát hiện cái vấn đề nào mà gọi là vi phạm cái gì cả, mà là có dư luận thôi. Và ở đây là quan điểm của hội đồng quản trị, nghĩa là gặp gỡ để mà bàn bạc để làm sao cho cái dư luận hiểu rõ ngọn ngành và coi như là tránh những cái điều tiếng không hay cho bóng đá Việt Nam nói chung cũng như là cho cá nhân anh Hiển ví dụ như thế. Và cái buổi đăng ký này thì trong cái sự phân công của hội đồng quản trị thì anh Khế sẽ là người đại diện hội đồng quản trị cùng với ban tổng đốc, thì trong thời gian tới đây chúng tôi cũng sẽ đăng ký để hy vọng là sẽ sớm được gặp anh Hiển để trao đổi với góc độ là hết sức là vì cái chung thôi, chứ ở đây hoàn toàn không đả kích. Và bản thân cá nhân tôi cũng vậy, và các anh trong hội đồng quản trị cũng rất là tôn trọng, rất là đánh giá cao những đóng góp. Nhưng mà cái gì mà dư luận thì mình ở đây là cũng không, chúng tôi cũng không phải chạy theo dư luận, nhưng mà cái gì mà dư luận lên phản ánh thì mình phải ghi nhận và có cái tìm hiểu. Chứ còn để mà chúng tôi chưa bao giờ xác định lên tiếng là một ông chủ nhiều đội bóng mà phải dùng đau to bố lớn thế này thế kia cả. Và chúng tôi cũng làm việc hết sức là tinh thần là vì cái chung, để tìm hiểu thông tin đó và để mà giải quyết cho nó tốt đẹp hơn cho giải, cho bóng đá Việt Nam cũng như cho cá nhân anh Hiển thôi. Chứ cũng không phải là cái vấn đề mà sai phạm là phải như thế này thế kia, nó trầm trọng. Hai ông bầu, hai cá tính, hai cách làm khác nhau. Bầu Đức thì thẳng thắn, bộc trực. Bầu Hiền thì điềm đạm, có phần bí hiểm. Nhưng có thể khẳng định, cả hai là những người đàn ông quyền lực và có những đóng góp giá trị cho bóng đá Việt Nam. Một Hà Nội đang muốn khẳng định vị thế thống trị và một Hoàng Anh Gia Lai đang vùng lên mạnh mẽ sau nhiều năm ngủ quên. Có lẽ cuộc đối đầu này sẽ hấp dẫn trong sân và cả bên ngoài sân. Nơi mà Bầu Đức và Bầu Hiền luôn coi nhau là đối thủ suốt hàng chục năm qua.